Trong dịp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt 2015, lượng du khách đến tham gia lễ hội đông gấp nhiều lần so với ngày thường. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho chính quyền địa phương nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hết sức nặng nề. Để ngăn chặn, đẩy lùi và nhất là chống ùn tắc giao thông trong những ngày cao điểm mùa lễ hội, Công an thành phố Đà Lạt đã triển khai kế hoạch chỉ đạo các đội ra quân trấn áp các loại tội phạm, xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông. Trong đợt này, Công an thành phố Đà Lạt đã đồng loạt ra quân tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tập trung xử lý theo từng chuyên đề, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại 18 điểm chốt giao lộ ở trên 7 tuyến đường trọng điểm để điều tiết đảm bảo lưu thông an toàn thông suốt. Thực hiện cái phương án đảm bảo trật tự an toàn thông phục vụ cho Festival Hoa 2015, với chức năng nhiệm vụ của lực lượng giao thông, chúng tôi cũng huy động đủ lực lượng để tham gia bảo vệ các phương án trên trong cái đêm khai mạc và cũng như là đêm các ngày tiếp theo. Như chúng ta đã biết, đêm khai mạc thì lượng người du khách ở các tỉnh bạn cũng như nhất là ở huyện lên được quá đông so với ngày thường. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã xây dựng được các cái kế hoạch phân luồng điều tiết giao thông vào cái giờ cao điểm, đặc biệt là cái đêm ngày 29 ở các cái tuyến đường như là Trần Hưng Đạo, Trần Phú, 3 tháng 2, Phan Đình Phùng để giải quyết tốt, không để gây ùn tắc giao thông. Ngoài lực lượng công an các phường xã trong dịp diễn ra lễ hội, phòng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ để phân luồng giao thông, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Là lực lượng chủ chốt để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp diễn ra Festival Hoa, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch. Việc kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ là cơ sở để phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo giao thông trong, trước và sau dịp diễn ra các lễ hội. Dịp lễ Festival Hoa Đà Lạt này chắc chắn là lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ đến Đà Lạt sẽ đông, gia tăng, do đó cái tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có khả năng là rất phức tạp. Trước cái tình hình đó thì chúng tôi là lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã cho đi khảo sát tuyến địa bàn những cái điểm mà diễn ra lễ hội để chúng tôi tập trung bố trí lực lượng phương tiện và xây dựng một kế hoạch cụ thể và cái phương án một để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trong Festival Hoa này, đặc biệt là cái đêm khai mạc và cái đêm bế mạc, đó là những cái thời gian chính. Thì báo cáo các anh thì mục đích chúng tôi đặt ra là làm sao trong cái dịp lễ này trật tự an toàn giao thông phải đảm bảo thông suốt, hạn chế đến mức thấp nhất là tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, mà không những trong thành phố Đà Lạt mà cả tỉnh luôn. Đó là thứ nhất. Thứ hai là tôi đặt ra là làm sao phát hiện ngăn chặn kịp thời cái tình trạng mà tổ chức đua xe máy, lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ phấn đấu làm sao kiềm chế được cái tai nạn giao thông xảy ra trong cái thời gian diễn ra lễ hội, nhất là tai nạn rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Và cái cuối cùng là chúng tôi mục đích làm sao là trong cái lễ hội này không để những xảy ra những cái đột biến, cái bất ngờ về cái trật tự an toàn giao thông. Đó là về mục đích cao ra. Thứ hai là về cái bố trí lực lượng thì báo cáo các anh là trước khi lễ hội chúng tôi đã tập trung lực lượng cảnh sát giao thông của toàn tỉnh để chúng tôi có cái quán triệt cái mục đích, cái ý nghĩa, cái nội dung và cái quy mô của lễ hội. Chúng tôi huy động tối đa lực lượng phương tiện tập trung cho bảo vệ cái lễ hội này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo về mọi mặt, mà nhất là kinh nghiệm từ những lần tổ chức các lễ hội lớn trước đó, tin tưởng rằng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp diễn ra Festival Hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt sẽ an toàn thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần vào thành công chung của lễ hội. Rượu bia không lái xe. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn được huyện Đơn Dương quan tâm. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, thì sự phối hợp giữa các ngành và chính quyền các cấp đã có phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Là vùng chuyên canh rau hoa lớn của tỉnh, bên cạnh lưu lượng phương tiện giao thông của người dân địa phương, thì ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương cũng là địa bàn tập trung khá đông phương tiện ô tô, xe tải và xe vận chuyển hàng hóa.
Đây là một trong những khó khăn trong việc kiểm soát và xử lý của các ngành chức năng. Và khi đã vi phạm thì người điều khiển phương tiện có muôn vàn lý do để chống chế. Tại vì nó là khu vực này là khu vực nông nghiệp. Người ta phải dùng cơ giới để mà đánh đất. Nếu mà không lẽ mà mình đi qua đường lộ này mà mình không chạy thì mình khiêng cái xe này đâu qua được. Đây là khu vực nông nghiệp chứ không phải mình đâu vấn đề gì mà tâm tư của người mà làm nông thì người ta cũng cần cơ giới hóa. Nhằm giảm thiểu tai nạn và hạn chế vi phạm luật giao thông đường bộ, bên cạnh tổ chức tuần tra xử lý tại khu vực trung tâm thị trấn Thành Mỹ, dọc quốc lộ 27, các lực lượng công an huyện Đơn Dương đã tăng cường kiểm tra các tuyến giao thông tại địa bàn vùng nông thôn, đồng thời chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể và chính quyền các cấp để mạnh tuyên truyền, nhất là đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để nâng cao nhận thức cho mọi người khi tham gia giao thông. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng công an huyện Đơn Dương đã xử phạt hành chính trên 1.200 vụ vi phạm, tạm giữ trên 200 xe máy và trên 1.100 giấy tờ xe các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 1,4 tỷ đồng. Mặc dù vậy, tình hình vi phạm về an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là những tháng cuối năm. Điều này cũng đặt ra cho ngành chức năng cần có các giải pháp quyết liệt hơn. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn là khép kín một cách tốt nhất. Trong đó là thường xuyên tăng cường vào các buổi tối hàng ngày á, là tăng cường cái lực lượng 141 là tuần tra đêm. Trong đó tập trung xử lý những cái đối tượng vi phạm chủ yếu là tổ chức các cái hình thức là tụ tập đua xe trái phép và đặc biệt là đưa các cái loại xe phương tiện là xe mô tô từ chế độ sản xuất từ lắp ráp vào để tham gia giao thông. Bên cạnh đó cũng làm tốt các cái công tác tuyên truyền tới từng bộ phận từng các cái xã thị trấn để đảm bảo cho người dân là tiếp cận một cái cách tốt nhất các cái thông tin về trật tự an toàn giao thông và chấp hành cái tình hình giao thông nó tốt nhất. Tác phẩm Con đường hội họa dài khoảng 200 mét với những hình ảnh như tòa nhà cục bản đồ, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, nhà ga xe lửa Đà Lạt, dinh Bảo Đại, v.v.